Beim B seht ihr. Beim B da. Un po' cane, via. Cane. Oh no. Ehi. Aia. Ehi. Ui. Ehi. Ehi. Sợ á? Bị sợ. Đấy, có con trai mà. Ừ. Chào B nhá. Chào mấy bạn B nhá. Bibi về đây. Lạc này. Đây. Ở đâu? Ừ. Ăn tôi đây. Ăn cỏ. Để bà lên nhận vỏ nhá. Từ từ lắm. Đúng lắm. Ăn từ từ. Không vội gì. Đã thôi không? Từ từ nữa, vội gì nữa. Đã biết. Từ từ đó, đây miệng nè, nhai miệng nhá. Nhét miệng đi. Nói miệng này, đây miệng này, nhìn này. Bây giờ lấy cho ba đi, ba lấy cho ba cái chỏ nhá. Nhá. Để ba, hai ba con mình điếm cái đồng bắt cái tâm cua ốc về mình làm nấu món ngon bổ dưỡng cho ba. Nhá. Để cho ba nhá. Lấy cái chỏ đấy. Biết đấy.
Thôi, mình đi thôi. Bạn đi tổng cụ cua đó. Nói đi. Làm gì đấy? Nhiều ốc, nhiều cua, ít. Đấy, phản năng là nhiều, nhiều cua đấy. Đấy, đây. Cá không biết nhỉ? Có cua không nhỉ? Không có cá đấy biết ạ. Có cá đấy. Đi đây nhá, để ba săn quần ba xuống nhá. Ba thẹp cỏ nhá. Nhá, đi ngồi bờ nhá. Tí nữa nhớ check cái này ba nhá. Ba xuống. Bị lấy rồi đi. Ui đi rồi. Đây. Đây. Đó nhá. Đi đây đấy. Đi mang lại đồ kia đi. Bị cầm lại đi. Cầm lại cho vào rồi đi. Cầm vào rồi kia. Ờ. Cầm lại. Coi mất đấy. Mày mà bắt con to như thế đấy. Đây là tí em đi. Thả vào chỗ. À đây, cho vào đó đây. Đây. À. Đã bị cầm lên đây, đây. Đó. Đã bị cầm lên. Ôi giời. Đây. Đây nhá. Đây. Đây à. Mấy măng này đây đi. Ờ. Cho vào đây nhá. Ờ, rồi. Đây, con này này. Ở đây để trong đấy, không là tí là về làm bún ốc ngon đấy. Nhiều bia. Rất nhiều ốc nhá. Đây. Con này đó. Ờ con này hỏng rồi. Đây đi. Đây, nhặt lại đây đi. Ba bỏ lên đây đi nhặt nhá. Nào, đi ơi. Qua đây này. Đây.
Lấy đi. Ui. Ê. Ú. Ê. Sợ á, bị sợ. Đấy, con có con trai nữa. Ai. Quá to luôn. Bị sợ á? Ê, sao đâu? Ê. Không sợ. Nào, cái này sợ gì? Không sợ, nào. Con này con trai nhá. Nhá. Rồi, con ốc con đấy. Nhá. Có gì đâu, không sợ cái gì cả nghe nhá. Tại ba vừa bắt con này đấy. Sợ gì? Gì? Đâu? Đâu? Con này sợ gì? Con này không sợ mà đây này. Tao bỏ vào dập dây hết ra đây. Đây, ốc này. Đấy, con sợ gì đâu? Đâu? Sợ gì? Đấy, đây con ốc mà. Không biết làm đổ ra hết đây rồi này. Nhặt vào đây đi. Coi như công sức nhà bắt đấy. Đâu cả rồi. Đấy, nhặt vào đây. Đây này, bị làm rơi ra đây rồi. Ừ, con này không sợ đâu, con này bình thường mà, con này không có gì sợ cả nhá. Ừ, làm bi làm quen con này ấy mà, con này nó cắn bi đâu hả? Đây này, đây bi này sợ gì hả? Không sợ nhá. À, bi cầm đá nhá. Ừ, và bắt tiếp nhá. Vào đấy. Hả? Hả? Sao? Ui! Ở đây nữa! Ui! Bi ơi! Ê! Bi lấy cái đây các bạn này. Cho lấy đồ đi nhá. Mang lấy đồ đi. Mang đồ cho bạn đi. Cho vào đồ đi. Mà bắt cho mày con. Hả? Đây rồi này, có con đây nữa. Ờ, cho vào đây nhá. Ờ, nhiều chưa? Con đẹp không? Hả? Đấy, con được mà, trong bò đã. Con này là giống con này nhỏ hơn thôi, thấy chưa? Nhá. Đây này. Con này con nhỏ thôi. Ờ, con nhỏ, nhỏ hơn con hơi này. Mà cùng một nấy ấy, giống nhau thôi nhá. Ok. Ờ. Bà bắt thêm mấy con nó để về mình nấu cháo cho bà nhá. Đợt mà rơi ra nhá, không phải nhặt vào. Sao đây? Lại nhặt ra, coi rơi ra xuống đấy đấy. Thôi chờ ba tí. Thôi mình lại đâu này, chiều nay sơ rồi không? À, ăn nhiều chưa nào? Nào. Nhiều nhỉ. Ốc này. Đấy, rồi, bỏ con này đây. Con này. Rồi. Trong bi làm đổ ra. Rồi, đi. Mình đi thôi. Đi. Đi nhanh lên. Đi ơi. Rồi, đi bia. Đi. Đi nhanh lên. Ừ. Đi đâu?
nhiều nhỉ, nhiều cua nhiều ốc nhỉ. Đó. Con rắn đây. Đi ơi, rắn đây đây. Gì lâu đây? Hả? Nào đây? Hả? Ô! Ui! Đi vào cột ốc á? Trời ơi! Giỏi thế nhỉ? Đi vào đâu làm quen thân biết bắt ốc rồi mọi người ạ. Đây là một con ốc. Đấy. Nhá! Đi đi! Đi từ đi bắt được à? Hả? Đấy! Có con đây này! Con đây đây! Đấy, con này nữa. Đấy, con này này. Đấy. Rất nhiều ốc nhá. Khu này nhiều thế nhỉ. Đi đấy, đi đường đây đấy. Và xem khu này cơ. Rất nhiều ốc ấy. Đi mà cần bắt ốc trong này rất là nhiều. Mấy con này tao biết. Thế rồi. Tao đã bị lấy ra vậy, cho vào đây chứ. Ừ. Nào. Đi mình đi. Đi đi. Đi, đi. Ôi, con này Bi ơi. Đây này. Con này. Đấy. Thấy chưa? Con này nó, con này nó, con này nó. Đây đây. Đây đây. Đi bia, đi. Tìm mình tìm thế này đỡ xuống dưới. Mệt không? Nhá. Hả? Thấy không? Ui rồi. Hơi sâu đấy. Ôi, đi ơi, hơi sâu đấy. Nào, đi. Em vào đây, em vào đó. Đi nào, Bi. Ê, bỏ chạy đi coi. Mình xem nào, đi cầm nhá. Đây, nó. Bỏ nhá. Cầm giỏ lên, có con đây này. Cầm giỏ lên. Đây, bắn lại đây. Bắn lại đây. Đây, kéo lên đây. Năng quá à. Đi, kéo lên đi. Nhỏ nhỏ Bi ơi. Đây. Cầm lên. Cầm lên, cầm lên, cầm lên kia. Cầm lên giỏ đi. À, con lên đó. À. Đấy, cầm lên, hai con. Cầm lên rồi nhá, cầm rồi nhá. Ờ. Con rồi đi. Ừ.
Ê. Đấy, có hai con đây đó. Nhiều đấy nhá. Nhiều cho biết. Rơi đây không? Nào, chơi đấy nhá. Bắt thêm mấy con nữa. Hả? Đi xuống đây không? Bắt không? Xuống đấy sợ nước không? Hả? Đó, cái ngắm gì đấy? Hả? Ôi, con ngần ngà này. Lên, 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 lên. Đi cẩn thận nhá. Ui, con đây. Ôi, Bi ơi. Đây. Tới chưa? Hả? Nào. Đây. Đấy, Bi lên bờ đi, lên 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 lên, lên cho lại rổ. Rồi. Đưa lên đi, đưa lên đi. Chưa có đâu. Đưa lên giọt đi. Còn này nữa. Rồi. Đây nào. Ôi giời. Rồi để chắc nào. Ôi đây đây mọi người ạ. Ôi rất là nhiều. Đây này. Là hôm nay là con thu được hành rất nhiều. Bí nhờ. Bí lên đây này, bí lên đây, đây ngồi đây bạn nào. Rồi. Được nhiều nào. Đi đâu nữa. Hả? À. Ôi, lấy hai con này thôi này. Đi ơi. À, chạy lên đây chơi à. Đi ngắm bò à. Hả? À, mấy cái con bò đấy. Đây thì nó nhiều lắm rồi. À, Bi ơi. Tê bò em mà sợ. Đi sang đấy, bò chưa? Ngắm bò à? Tê bò chưa? Đi. Nào đi. Hả? Úi giời, thích chơi tê bò thế à? Đây, bò này, bò đây này. Đi ơi, bò bên này. Ăn bên này chơi bò. Đấy, mò chưa? Hả? Đấy. Đi. Bò à? Đi đâu? Đi. Đi đi. Đây con bò này. Hả? Đây con bò á? Hả? Để chơi. Sợ á? Đó. Con này to à? Đó. Bê đấy. Con mẹ nhỏ này. Chưa. Con nhỏ nhá. Đi lại chơi đi. Đi. Chơi. Sợ á? Này cho đi ăn này. Nhé.
Đi chơi không? Bây giờ à? Ê bê. Này đó, bây giờ phải đi con mà. Đi con mà. Đi lại với con. Sở về á. Em quen mình về đi. À bây giờ muốn lại chào tạm biệt với con à? Hả? Ờ. Thôi dừng lại đấy, được rồi. Ừ, chào bê nhá. Chào mấy bạn bê nhá, Bibi về đây. Rồi, Bibi về đây. Ừ. Thôi mình về thôi. Đi. Về, đi. Không muốn ấy à? Về. Ừ, không cần đi chơi. Về nấu cháo đó. Thank you.